Trời ơi chị Tân. Trời ơi. Dạ. Ôi chị Tân đi vô chị Tân. Mẹ ơi. Trời. Chị Tân à. Trời ơi trời. Cái thằng hậu á, cái này nó quá lắm rồi. Một hai á là nó nói là nó phải cho anh chị cho bằng được. Nó nói là bây giờ điện phải vô cho bả bỏ công ăn việc làm hết chuyện đi chơi. Quá đáng rồi. Trời ơi cái thằng này. Mẹ rồi. Trời ơi cái thằng này. Mẹ. Xin chào à, tất cả các bạn nha. Trời ơi trời ơi, vàng đã giúp ta các bạn ơi. Cái đậu xanh đó bữa nay kẹo thơm tới với mình đó bạn ơi. À, không ngờ là cuộc đời mình nó có cái kẹo thơm nó ngon như vậy nha các bạn. Mình mới đi công chuyện về tới nha bạn. Mình gặp ba thằng nó, thằng quay phim, thằng cu đen với thằng cu lùng. Ba thằng nó thằng nào nấy ngủ đắm đuối như con cá muối hết trơn nha bạn. Trời ơi trời, ông để cuộc đời mình giàu to sao các bạn. Đậu xanh đi vàng đã giúp ta rồi. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ lại quay cho các bạn xem tụi nó ngủ như thế nào nha. Đậu xanh, bữa nay là mình vô mánh rồi, vô một cái thực là giật cái tô luôn, không còn gì để nấu nữa. Vàng, vàng, vàng đã giúp ta bạn ơi. Đây bây giờ mình sẽ lại quay cho các bạn xem coi ba nó ngủ như thế nào nha. Bữa nay hốt bạc giả rồi bạn ơi. Đây, bây giờ mình sẽ lại đắng, mình quay ba nó ngủ cho các bạn xem nha. Cái đậu xanh bữa nay mình sẽ cho ba này lên xịn nha bạn. Trời ơi trời, ngàn năm muốn thở. Không ngờ vàng đã giúp ta. Quá trời đã các bạn ơi. Đây, thằng quay phim nó ngủ ở đây nha bạn. Thằng cu lùng nó ngủ ở đây. Thằng cu đen. Thằng cu đen nó ngủ ở đây nha bạn. Bây giờ các bạn, bây giờ để các bạn chờ mình chút nha. Để mình suy nghĩ rồi mình đợt đi các bạn cho anh gì để dành tặng cho bạn này nha bạn. Các bạn chờ mình chút xíu nha. A few moments later. Rồi mình suy nghĩ ra mình cho anh nha bạn. Bây giờ mình sẽ cho anh thằng Quy nha. Mình sẽ kêu thằng cu đen thức dậy, thằng cu lùng thức dậy, nó hỗ trợ mình nha bạn. Cái đầu cu xanh đó mình có mối thù truyền kiếp với Quy Quyên, mình phải hốt thằng Quy Quyên nha bạn. Đây mình kêu thằng cu đen thức dậy ra nha bạn. Làm gì giờ này mày nghĩ sao ai mà còn ngủ ngủ vậy? Sao ngủ làm gì? Bây giờ kèo thơm tới rồi, cái đầu phộng á. Bây giờ hai thằng mày hỗ trợ tao cho nó quay phim ra thôi. Cái đầu phộng á, từ hôm nay nó cho mình lên đỉnh á. Bây giờ mình cho nó lên cái thôi. Cái đầu xanh mày bây giờ mình lên mình ngủ dưới đây tao cho mày. Ngủ mới chịu rồi, cái đầu xanh bây giờ này mình ngủ mới chịu rồi. Bây giờ nè, bây giờ tao có cái màn cho này cho nó quay phim nè. Bây giờ, thằng cu lùng mày tỉnh táo lẹ đi, mày chạy lên tiệm tạp hóa mày mua tao ba cụ măng keo lẹ đi. Thầy nè, đi mua tao ba cụ măng keo lẹ đi. Cái đầu khỉnh thiệt chứ trời. Nè tiệm nào đấy mày mua keo nha. Nè đi thấy đi mua ba cụ măng keo nha, ba cụ măng keo bự nha. Ừ, ừ. Bây giờ nè mày đủ khủng mày dắt tay mày cũng bắt ngáo nha. Trời này mà cũng ngáo mới chịu à. Bữa nay mình cho mày bên cái cho lên sinh luôn. Tao có một cái ý tưởng này cho nó quay phim một cái tới công chuyện luôn. Im lắm. Ngàn năm muôn thở. Bữa hôm mày nhớ nó quắn bàn mình vô góc trứng cá không? Thì tới vậy, bữa nay mình mua băng keo về, mình chấu nó vô cái giỏng cho nó dính vô cái giỏng cho nó ngủ mũi thì để tới tới khuya luôn cho mũi trắng thấy bạ luôn. Đậu xanh. Tôi nhớ bữa đó ông chơi
chơi tụi tôi nữa mà. Nó chơi, nó điện vô tao, nó kêu tao chơi tụi bay vậy á, nhưng mà cái ý tưởng nó của nó nhảy ra chứ không phải là tao. Có tao chưa chơi thành công. Bây giờ bữa nay mình sẽ chối nó, cho nó biết cái mùi vị mà nó bị chối lại là như thế nào, hiểu không? Quắn nó lại, bỏ nó luôn, đậu xanh cho nó ngủ mũi luôn, chạy nó vừa bụng tao á. Giờ bóng lên đè chối luôn. Chối luôn, quắn luôn. Bữa nay tôi quắn nó thì cứng ngắc luôn, như sắt ướp luôn. Nó thông hơi quýnh luôn, đậu muốn chọc luôn, không cầu không gì sợ nữa. Chơi thì cũng máu. Lấy ba thằng mua không lợn thằng. Thì đó, nó thông hơi lụm luôn. Bây giờ mày mày tỉnh táo chưa? Tỉnh ngộ không? Bây giờ là để tao nói lại một lần cuối cùng nha. Là tao với giò, mày trên ngực, thằng cu lùn trên giữa. Ba mình đếm 1, 2, 3 là bay lên, quắn là quắn miết luôn. Quắn làm sao cho nó cứng ngắc luôn, nó không nhúc nhích cử động được luôn. Ok không? Vậy nha. Các bạn chờ xem, các bạn cho mình dành cho quay phim các bạn. Cái đậu xanh nó mối hằng tâm thủ của mình. Bữa nay mình sẽ trả đủ hết cho quay phim các bạn. Bữa hôm nó cho mấy mình, nó chối mình vô góc trứng cá. Đậu phòng bữa đó cái tay mình nó tơi cứng chân. Đậu xanh nó đã gì thôi nhé luôn. Bữa nay mình sẽ cho nó biết là cái mùi vị. Cái đậu xanh chất đèm của ông có biết ngủ chất đèm chứ. Bây giờ các bạn chọn cái lượng con chơi về tháng cả. Và anh em mình sẽ hốt một quay phim cho các bạn xem nha. Bữa nay mình ổng, mình hứa các bạn ổng lên xịn, mình thu cái diễn thu nha. Các bạn chờ xem nha các bạn. Bây giờ lùng nó mới nêu con kêu về tới nha các bạn. Bây giờ là tới số quay phim. Bữa nay má nó nhìn nó không ra nha các bạn. Khó khó khó, chết mẹ mày rồi con. Ê! Mẹ đâu không? Tụi bay nhiệt tình luôn á, đậu xanh á. Tụi bay nhiệt tình luôn á. Mày hả bự? Ngày này cũng tới với mày hả? Mày nhớ cái ngày này mà khoảng vài ngày trước không? Mày thấy chưa không? Mày mới cho tao sắp mặt. Đậu xanh nhớ tụi bay nữa. Tao nhớ cái ngày đó tụi bay nữa. Đậu xanh nhớ tụi bay nữa. Đậu xanh tao nói mày, tao nhớ tới ngày mày chói vô cái cái bỏ gì mà lấy chìa khóa ra chẳng đủ gì mà đóng nữa. Ủa mà chừng nào vừa tháo chưa? Chị tháo. Tụ xanh chơi con mũi này luôn. Sao vậy cho mũi luôn? Mũi luôn. Không đau. Mà mình phó một kem mình sắp xỉu lại. Nhưng quán nữa. Nó cắn nè kìa. Nó cắn nè. Quá cái nào? Cắn không? Mày nghĩ là cắn đường nào được? Đậu xanh nó lấy này đưa giống mà. Đồ quá không có xíu quá này gì đi. Mày biết được cái mùi gì mà mày quán tay của hổm nha. Hai tay tao nó đậu quét nó tiếp liệm luôn. Mày nhớ mày. Mày anh em xin lỗi em nhớ mày. Xin lỗi cái đậu xanh cái này, xin lỗi mày kìa bạn. Em không dám lần sau đâu bên đây. Thôi, không có giận cho mày xin lỗi đâu. Ngựa cảm giác sao? Mày nhìn nó mà giống con nhộng không? Thanh luôn hả? Trời trời mệt nhẹ hả? Đúng sao ướp mày cầm chứ hả? Ê cái tay mày quăng cứng 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 chưa? Cứng rồi. Cứng rồi. Cái giò tao là đó là hey. Vô hương nó nhúc nhích được hả? Nhúc nhích hả? Nè. Tụi quăng cái giò luôn rồi biết ai nào rồi. Nhúc nhích đâu rồi? Nó còn nhúc nhích. 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 Nó còn nhúc nhích.
được chưa? Ê, đang ngủ không thấy đâu, đang ngủ ngồi làm gì vậy? Ngủ đi. Thôi, bây giờ ba anh em mình cũng trả thù được cái mối thù mà nó quấn anh em mình vô cái chiến cái này. Thôi, đây. Không được. Hả? Bây giờ mình lôi cái giọng mình ginh ra như cũ vậy đi. Để cho qua đường tao nhìn đi. Đậu xanh mày đâu có ngu này mày ginh cho mệt à. Mày bỏ nằm đây đi. Mày nghĩ tao này mày bỏ lâu rồi, kêu tao lâu lâu đi nó ai lâu nổi. Dữ lắm mệt rồi. Ở đây mạnh khỏe rồi. Mày nhúng chết tao hả? Hình như nó vui lắm, nó cười kìa. Trời ơi, cười gì kìa. Cái đậu nhất mày có ăn hay. Ủa, chăng giờ thành con nhộng rồi hết chứ trời chứ anh ơi. Mấy bài này. Vua không có ba thằng vua không? Đau chắc bù nổi. Đau cậu, chăng cho biết ngữ buồn dĩa như thế nào. Mệt quá, nồn quá, kêu không tao xỉu luôn, trời mày cắn đường nào được. Giờ cái tay vậy nè, cái miệng ở đâu cắn được đâu bạn. Tại mình rút kinh nghiệm, tao hỏi mình cắn được không? Giờ nó vô mình cắn được luôn. Muốn cắn không? Muốn hết cắn không? Làm gì? Muốn nó chẳng không? Chị đấy nha. Ai đây? Thôi, cho mình cho nó cái đầu ngốc tớp luôn rồi. Cho nó tay liền. Cho nó ngốc này. Nó nói nó cũng chẳng làm được gì đâu. Mày ơi. Tao thương mày quá. Đi chạy. Ghê quá. Ê, tao mới suy nghĩ ra được cái này kẹo thơm nữa. Nữa hả? Quanh treo. Cái gì? Cái đậu xanh á. Bây giờ ba anh em mình đi tắm sông. Bỏ đây đi. Dạ. Ơi, đi đâm xong chung đi. Trời cho mày cái xong chung chịu cái đậu xanh mày tao cho mình tao ra mình chịu à. Xong à. Trời ơi, trời ơi. Nó kêu anh em mình cho đi tắm xong chung kìa. Trời ơi, mày nói chuyện giống hệt thiệt trời đi chung mới chịu à. Cho nó tháo xong rồi mình đi tắm. Có bôn giờ tao kêu mày lại mới xuống xong luôn thì có chứ cho mình tắm xong. Rồi cho nó tắm xong đi. Mình cắt giọng mình thả cho tắm xong đi. Được không? Ây da. Tao mới suy nghĩ tiêu cái này nó còn thơm nữa. Cái đậu xanh tới nữa rồi. Em muốn làm gì cũng được cho anh em. Các bạn ơi, mình mới suy nghĩ ra được cái này nó quanh tre nữa. Làm gì nữa? Bây giờ mình cho nó một cái ăn quậy đi. Ta sẽ cho một cái ăn quậy. Đúng không? Bây giờ ăn gì cũng được cho cái. Được rồi, được rồi. Nó chịu ăn gì cũng được nha. Bây giờ ta sẽ cho một cái ăn quậy. Giờ mày cho mày ăn năng luôn. Cho mày ăn năng sao hối từ từ. Được không? Bây giờ ta cho một cái ăn quậy là đầu cuối cùng nha. Là bây giờ mày điện. Mẹ mày vô cởi trói cho mày. Thì khi nào mà mẹ mày vô cởi trói cho mày thì mày có thể được cởi trói, còn nếu không mày nằm tại đây tới tối. Dạ. Ủa sao thì nhẹ nhàng thở thở cho nó chứ hả? Tao nói mày tao đang có uy diệu đây nè, cái đậu phụng nó. Bây giờ điện thoại đâu mày? Điện thoại bây giờ lấy hộ đó luôn. Bây giờ mày điện mẹ mày vô. Rồi cho nó bấm đi. Mày lấy lử mày liếm đi, mày liếm mặt khẩu mày đi. Cái đậu cái gì? Không, tranh mày lấy lử mày liếm mặt khẩu mày đi. Mày điện cho mẹ mày, mày kêu mẹ mày vô cởi cho mày. Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Mở ra, tôi mới mở được chứ. Trời ơi, tao ngu rồi, mở cối cho mày là mày chạy luôn. Cái đậu xanh của điện mẹ. Cần chứ mày mở. Mày có coi viên châu chính trị không? Nè. Điếm mặt khẩu là tự mở nè. Nè, mày lấy đi. Mày lấy mặt khẩu rồi mày điện cho mẹ đi. Hả? Mày lấy đi. Mặt khẩu mày xin thắng đẻ không đây? Mày xin thắng đẻ. Sao tôi biết? Cái đậu xanh mày xin cái đẻ cái nào cởi mày chưa mất tôi tao biết. Tầm 2 tháng 13 hay gì? Tôi nói ngày xin thắng đẻ không đâu á. What the hell? Gì? Đậu bông này lão cái nữa. Đậu xanh lão cái quán nữa. Đậu lão cái nào? Em bỏ đi, bỏ đi. Quán luôn. Lão cái quán. Mỗi lần lão cá là quán nha. Lão cá là quán luôn. Ừ. Mỗi lần lão cá là mình quán. Lão cá là mình quán. Đó là lão cá là quán luôn. Đó. Lão cá là quán nha. Bây giờ mày có liếm cái mặt khẩu hay không? Để lên. Mặt khẩu là cười nữa hả? Cười nữa hả mà. Nó vui lắm rồi. Không đếm đến ba, không đếm đến ba. Cái giò nó quấn cứ gắt đâu kìa. Không đếm đến ba nó không đọc là tôi quấn đó. Trời trời cố đi cha. Chứ lớn vậy. Trời trời. Mày bố ý mà nó chơi nha, không có tao chơi nha. Mày thấy cốt mày không? Tao không chơi nha. Bây giờ mày có điện không? Bây giờ tao tiền tắm xong à. Dạ mà khẩu là 15753 đấy. 15753. Mày nói gì tao không nghe rõ mày. Mày nói nghe rõ tao bấm mày. 15753. Chưa rõ nữa. Chưa rõ bây giờ mày muốn nằm đây tới chiều thì mày cứ đọc họ không nghe đi. Nói từ từ đi. Nói từ từ tao nghe được không? 15753. 15753. Rồi. Ra luôn. Đù. Đù. Các bạn có thấy gì mình mới vừa thấy không? Có gì vậy? Rồi. Coi cô gái kia ngồi tựa vô gốc cây đa vậy. Đâu. Nè. Ui, mở mãi. Mở mở đi. Đâu, số mẹ, mày mẹ mày đâu? Vô với bà coi là có không ơi. Mày lưu mẹ mày tên gì? Tôi lưu tên má không á. À.
Cái đậu xanh này lao cao quán. Lao cao là quán liền. Ừ, đánh bỏ lao cao quán này xịt dầu. Thằng này nó bị quấn rồi nó còn láo. Bây giờ mà mẹ mày tính vậy tao biết à. Rồi hết, hết cười nổi rồi, giờ mặt hết cười nổi rồi. Mẹ mày tính vậy. Mẹ mày tên là Linh Di đúng không? Hay là mẹ mày tên là chủ nhà trọ? Mẹ mày tên gì? Tên mầm không nè. Mầm mà. Ừ. Rồi mầm. Ủa giờ cái mặt nó hết cười nổi kìa. Mẹ mày tên mầm mà. Ừ. Alo, mày tên mầm chứ mầm. Đậu xanh có mầm luôn. Đây, mầm tính nha. Mầm nha. Đây mầm này phải không? Cái này phải tên mầm không? Mầm. Mầm điện mầm nè. Mầm. Mầm nè. Mầm lên tiếng. Mày mày láo cá nha. Mày nói làm sao cho bả vô đây cứu mày đó mày làm. Đợi đợi. Alo. Alo mẹ. Mày ơi, vô cứu ơi, trời ơi, ông chó đưa trong đây nè. Trời đất ơi, yêu mà. Cái gì vậy? Ông chó vô trong đây rồi, vô cứu ơi, gỡ ra trời ơi nào. Trời ơi, vô lẹ đi, chắc chết rồi nè trời. Vô lẹ đi. Vô ra vô lẹ, trời ơi, ông chó tôi đây. Bây giờ tao... Vậy thì vậy thôi hả? Không có đâu, không bây giờ. Tao mới nhảy trên da một cái phần mới nữa. Đúng rồi đó. Cái đầu ông làm gì ông nhảy xuống dữ vậy? Cái đầu tao càng trong cái chạy thốn ấy, tao suy nghĩ ra nữa thôi. Thôi bây giờ nè, mình chơi cái này nó mới thốn, cái này nó chưa thốn đâu. Bây giờ mày có nhiệm vụ, mình chạy ra ngoài đầu cầu, mày canh mẹ nó. Khi nào mà mẹ nó chạy xe vô gần tới là mày phải chi nhanh, chạy vô chi nhanh tao liền. Tao sẽ cổ trốn nó ra, tao sẽ nói với mẹ nó. Trời ơi mày đúng là cái thằng con ngỗ nghịch. Mày nghĩ sao mẹ mày, mày dám trốn nó? Trời mày nghĩ sao mà tao đang làm ăn ngoài mày kêu vô đây kể chối với mày mà thật sự mày đã bị trốn. Mình sẽ mở trốn nó ra. Tao nói cho mày nghe, tao nói cho mày biết cái điều này nè. Mày nhớ cái bữa ẩm mà đi sinh tồn lần mấy lần trước không? Mày tắm, mày thay đồ, mày tỏa thằng, mày tỏa thằng. Tao chụp tấm hình mày lại, tao còn trong máy tao, mày nhớ không? Cái đậu xanh lắm. Trời ơi, mẹ mày, mẹ mày vô. Mày phải ngồi im, gú quăng lách. Mày không trả lại đi trả lại. Nếu mà mày trả lại đi trả lại phải không? Tao sẽ không có tấm hình mày lên trên mạng luôn. Thiệt luôn, lấy gì? Nó là cái thôi, tao chụp lấy. Tao hứa rồi. Ừ. Rồi chết bà, mày có hình nuôi da rồi nha. Rồi các bạn, bữa hổng đi sinh tồn. Nó tắm ngựa, nó thay đồ, nó đứng ngay một chuối. Mình chụp tấm hình quá thằng của nó luôn. Mình coi nằm trong điện thoại mình nha bạn. Bữa nay mà mày mà hố hé, tao mà nói gì mà dám xỏ bỏ vô ha, là tao cho tấm hình mình lên trên mạng luôn. Cho mày nằm sáng nhất đêm nay luôn. Mẹ nó có gì chơi vô giờ. Không làm gì, không được chơi. Mày dựng máy đi rồi mày chạy vô canh đi. Mày nhìn cái mặt nó nào nãy tôi thấy nó cười cười vui lắm mà giờ nó không vui nói. Bây giờ các bạn đón xem cái phần tiếp theo mà mình sẽ cho quay phim nó thành cái đứa con ngỗ nghịch như bạn. Ủa xanh sao mày biết được cái mùi gì? Mày dựng máy đi rồi mày chạy lẹ mày đi, lẹ đi. Rồi mày ngon cơ mày con, bữa nay mày sẽ biết được cái mùi vị nó sẽ như thế nào đối với mày nè con. Cái đậu xanh này ông có mày hả? Có thằng đông thủ của tao lẹ ra đi. Tôi hỏi ông nè. Cái gì? Ông hỏi nó coi mà mày thấy cảm giác bị chối nó đã không? Không. Thì ông có xíu mà ông chơi dữ người ta. Trời ơi trời ơi. Ê ê gõ gạt ông nhớ bữa hôm tôi chó ông có xíu không? Mày trả lời chút xíu là quyền của mày. Nhưng mà mày tao nói tối nhiều là quyền của tao. Mày chơi quá là. Ừ. Mày nhớ không? Ai cái giò đó nè, nó không cử động được đâu. Tao quán cứng nha. Chứ phải tao bó cứng. Ừ. Cái tiền tôi sắp liệt rồi mày ơi. Mày lấy tiền cãi mày chứ. Không sao. Gì? Đây xin vô làm gì cũng làm được. Tao nói mày bữa nay tao nói cho mày nghe ha. Mày mà chỉ cần mà nói chỉnh một tiếng thôi. Tao sẽ đưa tấm hình khỏa thân mình lên mạng tao nói trước nha. Mày nhớ là. Ủa mày nhớ mày biết cái tồn mày chụp hình nghe bữa chuối tao chụp hình mày lại mày khúc mà mày hai đồ mày ở chạy tù không? Cái đầu. Ừ. Trời ơi, tao lên mạng đúng chết tôi chẳng có này chạy tôi luôn. Họ đứng như nào? Họ đứng như nào? Kéo quần tới này nó mới cái này. Cái gì thế? Tao thấy con khủng nó luôn. Rồi bây giờ trời nào cu đen nó chạy vô nó cho hay là mẹ nó vô gần tới rồi mình sẽ gỡ chối nó ra đúng không? Cái mẹ nó vô tới nhảy bóng sẽ, à
đúng rồi, mẹ nó vô thấy mình sẽ chiêm nhận nữa. Nói là mấy ông hai hiểu đọc chứ trời. Thằng con ngủ nghịch, nghĩ sao mẹ nó lại dám chọn cái này, nó còn bình thường đây mà dám nói mẹ nó bị chối này kia. Cái đâu trời đỡ đúng không? Chơi mày nghe em động lưng ông hả? Đúng rồi. Mình phải chơi vậy nó biết được cái bù gì thế nào đúng không? Mèo chơi ham độc chứ, tại tôi chơi ông có xíu không cho tôi chứ. Trời ơi, thâm thâm thâm. Tại vì lâu lâu mới chơi được mày mà, đâu phải chơi hoài. Trời chứ âm luôn á. Thôi, mẹ tôi thấy, lại cho mẹ. Nó kêu mẹ nó là vô cởi chói nó đi, mình cho nó đây đúng không? Mà mẹ nó vô thấy, không, nó không bị chói. Mẹ nó ngồi trò hỏ ở đây, là mẹ nó nói là thằng mắt ma này, mày nghĩ sao mày dám cho tới tao mày. Mày nó, đúng không? Mà nếu mà nó dám hò hè, nó nói gì mà với mẹ nó là mình cho nó không? Mới gửi nó ra không? Là ta sẽ bung tấm hình mình lên mạng. Ôi, danh mày biết số hăng mày gì. Hiểu rồi đó. Nghe chưa, mày nghe chưa? Mày nghe hỏi chưa? Trời ngốc xíu rồi, trời dữ vậy trời. Thảo nó lần nữa, rồi mày nghe chưa? Mày nói cho mày. Bạn giờ không cần nào binh mày được ta. Không, không có công bằng, chơi ông chút xíu mà chơi dữ lên. Trời ơi, chơi mình chút xíu chứ đẹp vậy. Để chơi nó sắp mặt luôn á. Cho lòng hồn tôi lại luôn mà chơi vậy. Mày mà mày, tao đúng tung hình như mày thấy đó, nói thiệt tao, nói tao làm nghe nó trước á. Ừ. Thôi giờ mẹ nó chắc cũng gần vô tới rồi, bây giờ mình cởi nó ra, bọn mình sẽ cho nó ngồi lên ghế, mình phải bắt cho nó im lặng, nó mà không lên tiếng cái là mình đung hình lên mạng này. Ôi trời ơi, tôi tung hình bạn là chết là trai tôi luôn, bạn ơi. Mình biết kỹ rồi. Em ra chơi gù quá chơi. Thiệt con ơi. Mày hả bởi? Trời ơi, tay đó tao thấy thương của mày, thiệt tu quá. Không lẽ giờ cho nó làm này nửa tiếng hộ chứ. Đồ dụng tao luôn, thiệt cung á. Thả em ra đi mấy anh. Trời ơi, nó nói gì tao nghe em gõ luôn mày cơ. Thả em ra đi. Thả em ra đi rồi. 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 Thả em ra đi, không chơi mấy anh nữa. Cái gì? Thả tao thôi. Chết tỉ mày. Ê, cắt tài quạt. 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 Coi chừng sức của quý tôi. Quên. Ê, cắt tài quạt. Coi chừng sức của quý tôi bây giờ. Ê, tôi bầu vợ con luôn rồi. Mày cũng chẳng quấn cái gì dưới mấy mày. Mẹ ơi, mẹ ông thấy mẹ ông chơi. Mẹ ông đang hiếp con, mẹ ông ơi. Mẹ ông nhớ đó, mẹ ông nhớ, tao nhớ khỏi luôn. Mẹ ông nhớ rồi. Mẹ ông nhớ luôn á. Chắc hình như có cái gì lồng thổng này nè ta. Ê, ê, chắc đâu có được kìa. Lồng thổng á. Bà mới cắt cái gì lồng thổng đó ơi. Ai ăn cái đó nha, đang cắt cái gì. Tao mới cắt chặt cái đuôi heo luôn á vậy. Còn hết đuôi rồi. Lấy con chạy đâu đi. Chạy đâu đi. Trời ơi. Trời ơi, chơi. Chơi không có xíu, không chơi. Trời ơi, chị Tân. Ê. Ôi, chị Tân đi vô, chị Tân. Mẹ ơi. Trời ơi, trời. Cái thằng hậu á, cái này nó quá lắm rồi. Một hai á là nó nói là nó phải cho anh chị cho bằng được. Nó nói là bây giờ điện bả vô cho bả bỏ tay làm bả chạy lại chơi. Quá đáng rồi. Trời ơi, cái thằng này. Mãn rồi. Cái thằng này mẹ nó còn chơi nữa, đang làm ngoài cả đám đi, đang bỏ chạy vô mẹ nó còn không tha nữa. Ừ, hồi sáng giờ em cãi nó thôi, đừng có cho anh bả. Nó bả là mẹ mày, mày nghĩ sao mày cho anh mà nó cũng không cho anh à. Gì cho anh bả gì vậy? Ê, mày quá đáng lắm mày ơi. Con đúng là nó con ngủ mặt luôn á. Có đâu, có đâu. Có đâu. Tao, tao nghĩ. Ê. Sẽ như cái này sẽ cu. Sẽ như cái này sẽ cu. Nói gì không? Chị Tân. Mẹ ơi. Có thể nói thiệt cho nó dữ lắm luôn. Nó nói với em á. Nó nói với em á. Bữa nay tôi nhất định tôi phải cho mẹ tôi một phát cho bà lên bờ xuống buồn. Nó nói vậy nè. Nó còn nói rổ hồng cái túi gì trên đầu người. Trời ơi, trời, cái này quá đáng rồi hả? Tao đang làm cái ngoài. Thấy gì không? Ê! Ê! Tao cho mày hình lên mẹ nha. Có chừng á. Thôi mẹ về gái, mẹ về gái đi, không có gì. Bà nghe nghe không? Tôi xin lỗi mẹ. Xin lỗi vậy bác, xin lỗi. Quá đáng rồi. Nghĩ sao bà mà bà cho mày, mà cho anh bà vậy trời. Mẹ thấy con bé có gì vui không? Đúng rồi, cho anh ta mà vui mà. Đi ngoài không có gì hết trơn, đi ngoài. Trời ơi, chứ. Nó cho anh chị đó. Nó còn ngồi cho anh nặng nữa đó. Cô mốt mà mày kêu đó tao không vô nha. Nó cho hỗn hào đó con thì chứ. Mày nghĩ sao bả già cao. Ê, ê, ê. Bả già cao mà mày nghĩ sao bả. Mà mày kêu bả vô đây, bả mày cho anh bả trời. Mấy ông sầu. Ê, sao vậy? Sao vậy? Mày sao vậy? Mày lớn gì không? Sao cái gì? Sao cái gì? Kén mày coi đó. Đi ngoài đây, đi ngoài đây, không có gì. Ừ. Thấy không? Lấy mớ miệng tôi bả đâu mày ơi. Mớ miệng mày 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 bả cực khổ vậy chứ đủ gì mà tôi bả nè rồi. Mẹ mày không cho. Mẹ mày mày không cho. Thôi lỡ vô đây rồi uống nước chút gì chứ tư. Được rồi, chị đang làm công chuyện.
Trời ơi, mày nghĩ sao bả Lan là con chèo mà mày đài đỏ vô đây chờ thằng quỷ vậy trời. Bất hiếu đi chứ. Mày đúng thiếu mà ơi, giọng xanh đi chứ. Ông có đi. Ê, 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 mày nói cái gì không? Mày thấy nó một cái là mày lên thế mạng nha. Mẹ tôi về vậy. Giờ, mẹ mày về đi cởi mẹ chết. Đậu xanh mà tao không có tấm hình hả? Tao nhắn một cái là cho mày lên mạng luôn á. Ông tấm hình rồi. Mày ghé cậu rồi, mày ghé cậu rồi. Trời đậu, xanh chị. Mày muốn ra, mày muốn trên mạng mà xuất hiện một cái sùng không? Xanh to lên mạng luôn. Ê, ông lên kia. Ông đăng hình mạng tôi lên, tôi có không luôn. Tao lên mạng, tao lên mạng, đăng hình. Tao đăng hình mà mày không vô đây. Mày hay vô đây. Mình chọn trước chắc cú nha bạn. Mình bảo vệ cái điện thoại mình chắc cú nha bạn. Mình chọn trước nhau, mình kết thúc clip đây nha bạn. Đã, bữa nay mình chán quá. Mình chọn nha bạn.